bày mục tiêu của nhóm em. Thứ nhất là em về em sẽ phổ biến cái buổi học ngày hôm nay cho những cái đại lý mà không tham gia, không đi được, để họ có cái kỹ năng để mà họ bán hàng một cách tốt hơn. Cái thứ hai nữa là bọn em sẽ lên kế hoạch cho nhóm trong cái tháng 6. Thứ nhất là sẽ tổ chức chia khách hàng, cụ thể là soi da và tiếp cận khách hàng thực tế ở trên toàn tỉnh Thái Bình của bọn em ạ. Tiếp theo nữa là bọn em sẽ có mục tiêu tuyển thêm đại lý mới. Của nhóm là sẽ tuyển thêm 20 đại lý lẻ bán lẻ mới và sẽ nâng cấp đại lý bán lẻ cũ lên cấp tổng đại lý, và từ tổng đại lý chúng em sẽ lên nâng cấp lên là đại diện và thường xuyên truyền lửa cho các đại lý ạ. Cái thứ ba tiếp theo nữa là chúng em sẽ chăm sóc cái khách hàng cũ và tiếp cận khách hàng mới, chịu khó tương tác với khách hàng để khách hàng có thể quay lại mua hàng của mình và sẽ biến khách hàng cũ thành đại lý. Tiếp theo đó là sẽ like nhóm hướng dẫn đại lý là một tuần sẽ làm một lần ạ. Trong nhóm kín, đại diện sẽ hướng dẫn đại lý và các đại lý vô sẽ hướng dẫn lại đại lý lẻ của mình. Tiếp theo là sẽ like quảng cáo các sản phẩm một tuần là hai lần, đạt mục tiêu cho các đại lý ạ. Và bọn em sẽ lập quy tắc hoạt động của đội nhóm. Thứ nhất là 100% không phá giá, như thầy nói là sẽ chỉ khuyến mại. Và thường xuyên hàng ngày vào nhóm để tạo năng lượng bán hàng, nhóm nói chuyện ạ, thì sẽ là hoạt động thường xuyên. Khi mà có đại lý có vấn đề gì về hàng hóa hoặc là cái khách hàng thì sẽ có người trả lời luôn. Tiếp theo là mục tiêu doanh số thì bọn em chưa làm xong, mà doanh số tháng 6 thì bọn em sẽ đạt mục tiêu là tăng lên 20% so với doanh số của tháng 5. Thầy cười. Thầy cười thế này này. Em xong rồi đúng không? Dạ vâng. Ok, cảm ơn em. Mời em về chỗ. Xin mời nhóm tiếp theo ạ. Cái này cứ để đây, không phải ấy đâu. Đã đổi biết. Xin mời nhóm tiếp theo ngay phía bên dưới ạ. Hình như là Minh Đặng à hay cái gì tôi vừa nhìn. Minh Phương à cái gì đấy đúng không? Vâng, xin mời ạ, gửi đại diện lên ạ. Nhóm vừa trình bày ở Thái Bình và với mục tiêu doanh số là sẽ tăng 20% so với tháng 5, và những cái phần tiếp theo chưa biết thì tôi nghĩ chắc là cứ sẽ tăng 20% từ giờ đến cuối năm. Đấy, cho nên là chị Trang ghi lại nhé, nhóm này là hứa là tăng 20% hàng tháng. Mà vào năm vào live stream đâu rồi. Ở được rồi, cứ bình tĩnh chưa, cứ bình tĩnh. Cứ để họ tự giác. Và em không cần phải bắt người ta lên như thế, cứ để tự giác. Xin mời đại diện của nhóm ạ. Và nhanh lên ạ. Mời em. Vâng, em xin thay mặt chị của em là chị Minh Phương. Chị Minh Phương hôm nay vắng mặt ạ. Mục tiêu của team Minh Phương hôm nay của tháng này, trong những tháng tới, là bùng nổ doanh số lên đến 600 triệu một tháng, đứng đầu doanh số miền Bắc, mở rộng hệ thống đại lý từ 70 đến 100 đại lý, và mục tiêu gần là mỗi tổng đại lý đạt đến 50 triệu một tháng. Tuyển thêm các đại lý và tổng đại lý, cộng tác viên, đào tạo thành công hệ thống đại lý, cộng tác viên để vững mạnh và nhiệt huyết. Hiện tại nhóm em đã xây thưởng cho các đại lý, cộng tác viên và tổng đại lý xứng đáng. Với những cộng tác viên, đại lý và tổng đại lý có nhiệt huyết thì bọn em thưởng ngoái like, thưởng nóng, thưởng cho những ý kiến, ý tưởng hay, và tổ chức các buổi xoay ra bán hàng trực tiếp, nâng cao hiệu quả bán hàng, like hướng dẫn chốt đơn hàng và hướng dẫn các đại lý, tổng đại lý, cộng tác viên chăm sóc cách chăm sóc da chuyên sâu và chăm sóc khách hàng. Em xin hết. Xin chào, vỗ tay ạ. Vâng. Cảm ơn em. Em cảm ơn thầy. Rồi, ok, mời em về chỗ cẩn thận nhé. Đây hai mẹ con đi học này chắc được nhiều lắm. Đây tôi sẽ phiên dịch lại ạ. Vâng, nhóm của chị Minh Phương
nhóm của chị Minh Phương ạ, mục tiêu là 600 triệu một tháng ạ, đứng đầu miền Bắc ạ. Vâng, đứng đầu miền Bắc ấy, rất là kinh khủng đấy. Mở rộng hệ thống đại lý lên 70 đến 100 đại lý, một con số rất là cụ thể. Vâng, đấy, các chị phải làm như vậy. Đầu tiên là họ chỉ nói là bùng nổ doanh số, đứng đầu miền Bắc mở rộng đại lý, nhưng không biết là bao nhiêu. Sau khi tôi góp ý xong này đã đưa con số vào đây. À, tí nữa Minh Phương, tất cả mọi người lên đi ký chỉ điểm vào nhá, để xong gửi lại cái bản này cho chị Trang, đúng không? Tức là mình bôi, mình ấn luôn năm ngón tay vào đây này, nhưng mà không có chuyện cãi. Nhóm này mục tiêu gần này, đạt mỗi tổng đạt 50 triệu một tháng, tuyển thêm 30 đại lý, đào tạo thành công và xây thưởng, thưởng gói like, thưởng nóng, thưởng những ý tưởng. Thì đề nghị về nhà viết lại nhé, là thưởng cái gì, đúng không ạ? Thưởng nóng xong nó mở ngoài 100k, đúng không ạ? Thì chắc là cái đại lý nó không muốn nóng nữa, đúng không? Vâng, thưởng nóng bao nhiêu, thưởng cái gì, đúng không ạ? Khi nào đạt được mình phải gì, clear nó ra, ok rồi ạ. Xin mời nhóm ba cô gái. Vâng, có ba cô gái, một cô nào đấy lên đại diện đi ạ. Mình có 5 nhóm thôi đúng không? Vâng. Đề nghị các bạn mục tiêu cá nhân làm động tác như tôi vừa nói nhé. Đây mic của em đây. Tuyển các đại lý mới, đào tạo bán hàng cho các đại lý và hỗ trợ từ đại lý về cách an bài tư vấn cho khách. Và các đại lý thì tự sáng tạo các đặt cách bán hàng để lấy livestream đều này, làm mới tài năng chân xong tốt khách hàng hiện tại bán hàng tới nay. Thế nên là thưởng cho các đại lý xuất sắc, đại lý có sáng tạo và những ý tưởng khác trong công việc. Cảm ơn ạ. Mà đang xin chào vào tay anh. Mình phải ủng hộ công nhân chúng tôi của mình chứ. Rồi ạ. Và nhóm này nữa ạ. Xin mời The Last, nhóm cuối cùng. Quyền ở Bình Phước, trên Facebook là New Vision. Thì hôm nay em sẽ đại diện team của em sẽ lên cho mình cái mục tiêu tiếp theo sau buổi học này. Là sau buổi học này thì em sẽ bắt đầu về sẽ hướng dẫn đại lý từ cái cách đào tạo đại lý và chốt đơn, sale và tiếp cận khách lẻ và khách thực tế, chăm sóc lại 100 khách cũ vừa giờ mình đang xây dựng. Và chiến lược của bắt đầu của em từ tháng 5 này sẽ lên cái chiến lược cho tháng 6. Là tháng 6 của em sẽ hiện tại dân số của em là 100 triệu một tháng và 40 đại lý. Thì 40 đại lý lớn nhỏ thì sang tháng 6 tiếp theo thì còn team của em sẽ phải cố gắng, tất cả các đại lý cũ sẽ phải nắm vững được cách chốt sale nhanh nhất và khai thác được khách mới và khai thác khách hàng thực tế. Và trong tháng 6 thì một đại lý sẽ phải tuyển được 5 đại lý thử việc và một tổng đại lý và kiếm được 2 đại lý buôn. Đó là mục tiêu của team em. Và dân số sẽ đạt 150 triệu một tháng và chăm sóc lại 100 khách cũ và khai thác thêm 10% khách mới. Và 3 tháng tiếp theo thì
sẽ đạt doanh thu, tăng doanh thu lên 100% từ 100%